Nếu một mai ta không còn nhau, em có hiểu vì sao? Nếu một mai anh rơi đằng sau, em có quay lưng lại? Vươn đôi tay nếu anh về đây, hay thật ra từ sâu trong trái tim này chẳng còn cảm giác, chẳng còn lưu luyến về anh. Nếu một mai em có chót yêu, hay lỡ thương một ai, nếu một mai em nói với anh hai ta nên dừng lại, thật lòng này chúc em hạnh phúc. Em đừng lo về anh chẳng sao đâu, vì giọt nước mắt đã khô từ rất lâu. Chỉ mong em đừng cố gắng ghi chặt con tim, cứ yêu và bước đi để rồi đau thêm. Trái tim này đã hết lần hồi sinh, em có biết? Xin em đừng cố gắng dằn vặt tâm trí, một cuộc tình lãng phí em cứ đi đi. Cớ sao lại vô lý gây tổn thương, để làm gì? Nếu một mai ta không còn nhau, em có hiểu vì sao? Nếu một mai anh rơi đằng sau, em có quay lưng lại? Vươn đôi tay nếu anh về đây, hay thật ra từ sâu trong trái tim này chẳng còn cảm giác, chẳng còn lưu luyến về anh? Nếu một mai em có chót yêu, hay lỡ thương một ai, nếu một mai em nói với anh hai ta nên dừng lại, thật lòng này chúc em hạnh phúc. Em đừng lo về anh chẳng sao đâu, vì giọt nước mắt đã khô từ rất lâu. Chỉ mong em đừng cố gắng ghi chặt con tim, cứ yêu và bước đi để rồi đau thêm. Trái tim này đã hết lần hồi sinh, em có biết? Xin em đừng cố gắng dằn vặt tâm trí, một cuộc tình lãng phí em cứ đi đi. Cớ sao lại vô lý gây tổn thương, để làm gì? Nếu một mai ta không còn nhau, em có hiểu vì sao? Nếu một mai anh rơi đằng sau, em có quay lưng lại? Vươn đôi tay nếu anh về đây, hay thật ra từ sâu trong trái tim này chẳng còn cảm giác, chẳng còn lưu luyến về anh? Nếu một mai em có chót yêu, hay lỡ thương một ai, nếu một mai em nói với anh hai ta nên dừng lại, thật lòng này chúc em hạnh phúc.
em đừng lo về anh. Anh chẳng sao đâu, vì giọt nước mắt đã khô từ rất lâu. Chỉ mong em đừng cố gắng ghi chặt con tim, cứ yêu và bước đi để rồi đau thêm. Trái tim này đã hết lần hồi sinh, em có biết? Xin em đừng cố gắng dằn vặt tâm trí, một cuộc tình lãng phí. Em cứ đi đi, cớ sao lại vô lý gây tổn thương để làm gì? Chẳng sao đâu, vì giọt nước mắt đã khô từ rất lâu. Khi anh ra đi, anh muốn được một lần được diễn cùng với em. Trên sân khấu, và bí mật của chúng ta ngày hôm nay sẽ chỉ có một khán giả đặc biệt được biết. Một khi cảm xúc bay ra, đừng nên níu kéo muôn mà, hãy giữ qua một lần giải thoát, đừng ràng buộc nhau nữa.